Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Trường và Tôi Mở của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tôi mở bức tranh ảnh chú vịt đội mũ và cái nơ và những bông hoa nha. Cùng bắt đầu tôi mở mình nhé. Về phần nơ mình sẽ tô màu đỏ. Trong mũ mình sẽ tô màu tím. Chú vịt mình sẽ tô màu vàng nhạt và phần mỏ màu trắng đậm. Những bông hoa mình sẽ tô màu cam.
bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh nghề chú vịt đội mũ rồi các bạn nhé. Thì các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay mình tô màu nhé. Đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình.